Cái bài Desert Fay này là một trong những cái bài Desert Fay California King Snack được sinh sản đầu tiên ở Việt Nam, mình có thể khẳng định là đầu tiên. Thèm bò sát. Hello, xin chào các bạn, chào mừng đã quay trở lại với Thèm Bò Sát. Và nếu đầu tiên các bạn đến với Thèm Bò Sát, đừng quên nhấn like, share và subscribe cho mình nha. Và hôm nay là bài Hawaii Desert Face California King Snack mình đã nở. Và mình sẽ quay các bạn cùng xem coi là tụi nó đang diễn biến ra sao nha. Còn bây giờ thì bắt đầu nào. Sáng nay á các bạn thì con này nó nở trước, xong đến con này. Hai con này gần như là chắc là mình nghĩ là nó cùng lúc nhau luôn. Đến trưa nay á thì là con bé này nó nở nè. À, cú ngáp đầu tiên các bạn. Quá đẹp luôn các bạn ơi. Rất là trắng luôn. Tuyệt vời luôn. Đẹp quá đẹp. Chui vô lại. Con này thì cái mũi nó hơi vàng, nhưng mà rất là do là kiểu dạng nó chưa lột thôi các bạn. Nhưng mà nhìn người của nó là chắc chắn là dessert rồi các bạn. Con này là bao dessert luôn. Đó, rất là đẹp luôn. Ngáp nè. Quá là dễ thương của nó. Mình bây giờ mình sẽ cắt bớt cái vỏ trứng ra. Có vẻ là nó đang khó chịu các bạn. Sẽ cắt cái vỏ trứng ra để giúp cho nó chui ra khỏi vỏ dễ dàng hơn. Thì bây giờ mình sẽ dùng cái kéo này các bạn. Có thể là mai là hai quả này sẽ nở. Thường thì nếu mà tụi nó nở sớm như vậy thì các bạn không cần phải rạch trứng thì nó đỡ tốn thời gian hơn. Và chứng tỏ là cái lứa này nó rất là khỏe mạnh các bạn. Nó tự rạch luôn. Con này thì nó rạch hơi dở. Nó không có rạch nhiều lần mà nó rạch có một lần à. Nó rạch hơi dở so với là những con kia. Mình sẽ mở ra cho nó luôn. Rạch phụ cho nó. Ok, bây giờ là mình đã rạch xong rồi các bạn. Mình thấy là vẫn có máu trong đó luôn nha. Đó các bạn thấy. Bây giờ là nó chui ra dễ dàng hơn rồi các bạn. Quá là dễ thương. Mình nuôi bét á, mình chứng kiến được cái quá trình là cái con bét mình nuôi nó lớn lên rồi nó sinh sản ra được, là nó một cái cảm giác rất là tuyệt vời, rất là tự hào luôn các bạn. Và mùa này á thì con bò sữa đã giúp cho mình có hai bầy con, và mình đã chứng minh rất là nhiều luận điểm các bạn. Cái luận điểm đầu tiên á là nếu mà các bạn kết hợp hai con Desert Face với nhau thì nó sẽ ra gần như là 100% là Desert Face, trừ khi là cái con mẹ hoặc con ba nó có cái gen Castle Face ẩn sâu bên trong đó. À, nếu các bạn like Desert Face và Castle Face với nhau thì nó sẽ ra 50% là Desert Face, 50% là Castle Face, và mình nghĩ rằng mình sẽ bớt lại một ít phần trăm để cho cái việc rằng có những cái con nó sẽ lai giữa hai con Desert Face và Castle Face, và cái độ trắng nó sẽ không gọi là tinh khiết các bạn. Những cái con nào mà lai trực tiếp từ hai con Desert Face với nhau thì cái độ trắng của nó sẽ là gần như là tinh khiết luôn, và nó rất là tuyệt vời. Mình sẽ xoay cho các bạn xem. Các bạn thấy ở cái con cá thể này á, cái độ trắng nó hoàn toàn tinh khiết luôn và nhìn rất là đã. Và có vẻ như là độ trắng nó sẽ tùy thuộc vào mỗi con, nhưng mà con này nó cũng trắng. Cái con này, đây, mình kéo xuống cho bạn coi. Con này cũng rất là trắng các bạn. Và cái bọn Hawaii này á, là một cái gen á, nó rất là tuyệt vời các bạn, nó rất là đẹp. Thì cái gen này nó sẽ có rất là nhiều hoa văn. Nó có nhiều dạng hoa văn các bạn, nó có thể là những cái dạng strip, hoặc là nó cũng có thể có những cái dòng black back nữa các bạn. Black back là đen hết nguyên lưng, nhưng mà cái tỷ lệ nó rất là hiếm nha các bạn, rất là hiếm ở cái morph Hawaii này. Và nếu mà thường có những cái con mà dòng black back như vậy thì mình sẽ giữ lại để mình live tiếp với lại tụi white strip ha. Còn phần lớn thì tại vì con ba của nó là con bách chợ các bạn, là nó là một cái con double stripe revert, nên là con của nó là sẽ có những cái con revert ra. Đợt này thì là mình không có theo dõi từng trứng, nghĩa là mình không theo dõi quá trình là trứng nào có chứa, trứng nào có sâu. Lúc mà mình về, tại mình đi du lịch, nên lúc mà mình về là trứng nó đã đẻ ra hết rồi. Nên là cuối cùng là mình không biết là trứng nào là trứng được đẻ trước và trứng nào được đẻ sau. Nhưng mà nếu mà với cái thứ tự nở như thế này á, là hai thằng này có thể là ra trước nè, thằng này ra thứ ba nè, và hai thằng này là ra cuối cùng nè, thằng này ra cuối cùng nè. Trong hai thằng này thì có cái thằng chính giữa này, thằng này nè, nó rất là bự các bạn. Trứng này nó bự hơn những thằng khác, thì mình không biết là con này nó có to hơn những con khác không. Thằng này nó bự hơn nhiều so với lại những cái thằng xung quanh. Và thằng này cũng vậy, thằng này cũng to lắm.
thì càng về sau là những cái trứng càng về sau là những trứng to. Riêng cái thằng cây kiếm này nè là nó dính chung với là một cái trứng bị slug, là bị hư các bạn, nhỏ xíu à, bằng chắc bằng cái ngón tay mình nè, bé xíu à, dính chung với nó thì mình đã lột ra, mình bỏ cái trứng slug đi. Thì thường nếu mà nó dính chung với trứng slug là nó là những cái trứng cuối các bạn, là hai thằng này có thể là hai thằng đẻ cuối cùng. Thì những cái trứng mà dính chung với trứng slug thì nó có tỷ lệ hên xui, nên thường là nếu mà các bạn phát hiện trễ thì cái trứng slug nó sẽ gọi là những cái con vi khuẩn nó sẽ ăn qua cái trứng xịn luôn. Nên là nếu mà trong khoảng thời gian mà con cá mang thai và chuẩn bị cái lúc mà nó chuẩn bị hạ sinh đó các bạn, thì các bạn nên theo dõi nó thường xuyên, tránh tình trạng để cho nó đẻ trứng một mình nó rồi các bạn không theo dõi rồi nó bị dính slug vô rồi nó hư luôn cái trứng xịn của các bạn luôn. Các bạn coi đây, thì những cái trứng này mình ấp là ở nhiệt độ là 27.5 độ C. Tuy nhiên á, có một cái vấn đề giữa cái mẻ này, trong quá trình mình ấp cái mẻ này thì cái máy ấp trứng nó bị hư và cái nhiệt độ nó bị thay đổi thường rất là thường xuyên, nó bay hay bỏi từ 27 đến 29 độ. Theo đánh giá của mình thì tầm khoảng 10 ngày hơn nữa nó mới nở, nhưng mà hôm nay là đúng 60 ngày là tụi nó nở luôn. Nên là mình thấy rằng cái lứa này do cái sự thay đổi nhiệt độ như vậy, cái rang xiền độ bị thay đổi từ 27 đến 29 á, nên là tụi nó phát triển nhanh hơn. Mình không rõ là tụi nó có khỏe hơn hay không, nhưng mà với cái việc mà tụi nó tự rạch trứng như vậy thì cũng có thể chứng minh là tụi nó rất là khỏe các bạn. Nó không thua kém gì nếu cái việc các bạn ấp 70 ngày cả. Hoặc là có thể có khả năng là lần này do là con đực nó khỏe hơn, cái tinh trùng nó tốt nên là nó sẽ phát triển trứng tốt hơn. Hoặc là con cái nó đã đẻ được lứa thứ hai và cái lứa này trứng nó cũng sẽ tốt hơn. Ở cái lứa này có một đặc điểm rằng là mình không biết lý do tại sao. Tuy nhiên khi mà mình đợt vừa rồi mình like, lúc mình like chung với con Castleface thì những cái trứng của nó vàng hơn còn và nó sẽ trắng dần sau đó. Còn cái lứa thứ hai này khi mà mình like những con Desert Face á thì lứa trứng này trứng nó trắng hơn các bạn. Nó rất là trắng và lúc mà vừa mới gom trứng á là nó đã trắng rồi, chứ đừng nói đến là cái lúc mà này bây giờ, nghĩa là nó trắng hết khoảng thời gian luôn. Thì mình không biết là do cái gen Desert Face nó khiến cho trứng nó màu trắng hay không, hay là có một cái nguyên do gì đó khác. Thường thì người ta nói rằng cái màu trứng màu vàng là cái trứng nó nhìn nó giống dễ trứng hư, nhưng mà thật ra không đúng các bạn. Nghĩa là con kiên nó đẻ ra nó có thể trứng màu vàng hoặc là trứng màu trắng tùy. Nhưng mà mình thấy một cái điểm rất là khác lạ là mình đã từng xem cái bầy Desert Face của một người bạn của mình thì trứng bầy Desert Face đó cũng màu trắng luôn. Và bây giờ lúc mà mình like hai con Desert Face với nhau, trứng cũng màu trắng luôn. Thì có thể là một phần nào đó liên quan đến cái nguồn gen nữa các bạn. Thì cái này mình không chắc nha. Thì mình chỉ nói trên quan điểm cá nhân của mình thôi, dựa vào những cái quan sát và đánh giá của mình thôi. Cái bầy Desert Face này là một trong những cái bầy Desert Face California King Snake được sinh sản đầu tiên ở Việt Nam, mình có thể khẳng định là đầu tiên. Bởi vì trước giờ chưa ai sinh sản cái mọt hai quai này ở Việt Nam, và cũng chưa ai làm ra cái mọt hai quai này mà dưới cái face Desert ở Việt Nam. Nói cho các bạn chưa biết thì Desert Face, Castle Face khác nhau như thế nào. Thì những con Desert Face nó sẽ lớn lên nó sẽ rất là trắng các bạn, nó rất là trắng và vùng trắng nó ra vùng trắng. Còn cái vùng mà những cái hoa văn màu đen này của nó thì khi lớn lên nó sẽ hơi chuyển nâu nha các bạn, nó không còn giữ được cái màu đen nguyên bản nó đâu, nó hơi chuyển nâu. Đó là cái vấn đề của cái con Desert Face. Thì theo mình đánh giá, nếu mà các bạn nuôi thì những con Desert Face cái khả năng hấp thụ và ăn uống của nó hơi kém hơn so với tụi Castle Face. Đó là dựa trên cái quan điểm cá nhân của mình và dựa trên những gì mình quan sát, dựa trên cái hành vi của cái con Desert Face. Thì mình thấy rằng cái con Desert nó lớn lên nó khả năng tiêu hóa nó sẽ kém hơn một tí, nhưng mà nói chung rằng nó cũng rất là dễ nuôi. Các bạn thấy rằng là con rắn con khi mà nó nở ra nó không cần sự chăm sóc của ba mẹ nó luôn, và nó nở ra nó bắt đầu có khả năng tự đi kiếm ăn. Nhưng mà mình sẽ không cho nó ăn ngay từ bây giờ đó các bạn. Nó chỉ ăn sau bữa lột đầu tiên thôi. Mình rút kinh nghiệm từ đợt trước á là ở cái đợt trước các bạn, mình cho nó ăn sớm quá, nghĩa là mình rạch trứng sớm quá và nó chui ra khỏi trứng sớm quá, thì nó bị tình trạng là một số con nó sẽ bỏ ăn và một số con tính nó sẽ khó chịu. Nên rằng lần này là mình sẽ quyết định là mình không cho nó ăn nha các bạn. Mình sẽ không cho nó ăn và mình sẽ đảm bảo rằng quy trình của nó đúng là nó sẽ lột xong rồi nó mới được ăn ha. Thì cái con này nãy giờ nó cứ ngáp ngáp, mình không biết rằng là nó có bị cột nó lại không. Thì tụi này nó có một cái tình huống rằng là tụi nó hay cột bản thân tụi nó lại á, tụi nó tự cột bản thân lại, rất là ngu ngốc các bạn. Mình cũng phải quan sát cho nó kỹ để coi mình coi nó có cột nhau lại không. Không bạn, các bạn, tình hình là nó chỉ ngáp thôi, nó không có cột. Con này á, là hôm bữa là mình làm rơi cái trứng này, và lúc mà mình soi á, là cái mạch máu nó bị vỡ tùm lum lạ hết. Thì không ngờ là nó là một cái con nở rất là sớm các bạn. Thì cái bầy hôm bữa, lúc mà cái bầy Castle Face lúc mà nở ra, lúc mà nhìn ra là mình đã thấy là mình thấy được cái vần vàng nó rồi. Còn cái bầy mà Desert Face này công nhận là khi mà nở ra các bạn là mình đã thấy là nó trắng kinh khủng luôn.
rất là trắng luôn, rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Và năm nay là chúng ta sẽ có, năm nay là mình có tổng cộng là khoảng 11 trứng cho một mình con bò sữa. Năm sau là mình sẽ có rất là nhiều trứng các bạn, bảo đảm năm sau có rất là nhiều trứng, và năm sau sẽ có rất nhiều mọc kinh mới sẽ được sinh sản ở Việt Nam, mình bảo đảm cái vấn đề đó luôn. Đó, rất là tuyệt vời. Khi mà các bạn sinh sản ở Việt Nam thì có một cái lợi thế rằng những cái con king này nó đã quen với nhiệt độ, độ ẩm và môi trường ở Việt Nam rồi. Và như vậy thì các bạn chăm nó rất là dễ, nó dễ hơn vì là các bạn mua king ở bên nước ngoài về. Tại bởi vì ở king nước ngoài thì khi nó sinh sản ở nhiệt độ lạnh đó các bạn, thì cái khả năng chống chịu của nó sẽ kém hơn nhiều so với những con king nào mà thật sự sinh sản ở Việt Nam, phù hợp với môi trường sống Việt Nam. Nó đã quen với cái biên độ nhiệt ở Việt Nam rồi các bạn. Và con ba mẹ của nó đã truyền lại cho cái thế hệ trứng nó như thế này. Và khi mà cái thế hệ trứng này lớn lên, các bạn thấy là sẽ chăm rất là dễ, bởi vì nó phù hợp với cái thổ nhưỡng đó các bạn, rất là hay. Mình hy vọng rằng là chúng ta sẽ không còn phụ thuộc vào thị trường nước ngoài nữa, và chúng ta sẽ bắt đầu có thể nuôi những con king mà do chính người Việt mình làm ra với cái chất lượng tốt nhất. Nhiều người cứ nghĩ rằng là king người Việt Nam làm ra hoặc là những con iguana người Việt Nam làm ra là không tốt, bạn nghĩ là vậy là sai nha. Những cái con nào mà nó làm ra ở Việt Nam do người Việt Nam làm ra nó sẽ rất là tốt và rất là chất lượng, bởi vì là các bạn như mình đã nói thôi, nó đã quen với khí hậu và nhiệt độ môi trường Việt Nam rồi, và cái việc mà nó thích nghi với đồ ăn rồi khí hậu nguồn nước Việt Nam nó cũng đã có rồi, do đó rằng nó sẽ rất là dễ chăm hơn so với những con king mà các bạn mua ở bên nước ngoài. Thì những cái con king này mình sẽ có đầy đủ các mọi thứ luôn, từ gia phả của nó, từ con ba mẹ nó là ai, giới tính của nó rất là đầy đủ. Mình sẽ check hết tất cả các con luôn, mình sẽ check giới tính luôn các bạn, check rất là kỹ. Và morph rồi hoa văn của nó mình sẽ kiểm tra rất là kỹ, rất là kỹ ha. Cái cảm xúc lần này thì mình hơi vô cảm so với lần trước, tại bởi vì là lần trước là một cái trải nghiệm mà mình chưa bao giờ trải qua, còn lần này mình đã trải qua rồi thì nó rất là tuyệt, nó cũng tuyệt vời, nhưng mà không có cần cảm giác bất ngờ như lúc trước nữa các bạn. Vẫn rất là hạnh phúc, vẫn rất là tự hào về bản thân của mình đã làm ra được những cái thứ mà mình không nghĩ rằng một ngày mình có thể làm ra được các bạn. Và tuổi này là ngày sinh của nó là ngày 14 tháng 7 ha các bạn, là ngày quốc khánh của Pháp luôn, nên là đây là những chú King Snake đến từ Pháp các bạn, đến từ Pháp ha. Và ngày hôm nay nó nở là ngày 13 tháng 9 ha, khá là đẹp, vào ngày thứ ba, một ngày trời quang, mây trắng, không mưa, và chúng ta chào đón được những cá thể đi giật phay đầu tiên của Việt Nam. Ok, giới thiệu các bạn như vậy đủ rồi. Bây giờ mình sẽ trả tụi nó lại cái môi trường 27.5 độ C để cho tụi nó hoàn thành cái quá trình tụi nó chui ra khỏi trứng ha. Thì đây, cái máy ấp của mình đây các bạn. Cái máy ấp này thì mình đã sửa mấy lần ở bên bạn LN Hải các bạn. Gecko, LN Gecko. Thì bên đó là họ chuyên độ máy ấp và mình thấy rằng chất lượng rất là tốt. Thì các bạn thích các bạn có liên hệ, mình sẽ để link của cái người chuyên cung cấp máy ấp và cũng như là những cái thiết bị độ những cái mặt ấp này ở link bên dưới cho các bạn ha. Thì cái bạn Hải đó đã cứu mình hoàn thu trông thấy luôn, mà nó sửa lại cái máy cho mình và nhiệt độ hoạt động rất ổn định và máy hoạt động rất là ok. Và chưa kể là cái việc mà độ cái máy ấp này á, thì bạn nó đã độ lại cái mặt chip này ha, bạn độ lại mặt chip này, và cái mặt chip này giờ nó rất là hay. Nếu ví dụ nhiệt độ mà nó tăng vượt quá cái mức mà nó cho phép, cảm thấy là quá cái nhiệt độ môi trường, nó sẽ tự động ngắt máy luôn, nó sẽ tự động tắt máy, rất là hay các bạn. Ok, và hôm nay là mình chỉ chia sẻ như vậy thôi. Hy vọng rằng chúng ta sắp tới sẽ có nhiều những cái con king khác các bạn, những cái mọt king khác mình bảo đảm luôn, tại vì mình cái số lượng mọt của mình cũng tương đối nhiều và mình sẽ làm ra rất là nhiều những cái mọt hay và đẹp cho các bạn cùng xem ha. Và nếu các bạn có để ý thì những cái clip short của mình thì mình sẽ ra vào mỗi ngày luôn, mình cố gắng mình sẽ ra clip short vào mỗi ngày cho bạn cùng xem, bởi vì clip short nó ngắn, nó gọn và nó rất là dễ edit, và cũng như là có thể truyền tải những thông tin ngắn gọn cho tất cả các bạn. Nhưng mà những cái clip mà dài nó cũng rất là cần thiết, bởi vì là những clip dài thì mình có thể chia sẻ được những cái thông tin rất là quý báu, rất là đặc sắc, và những cái cách chăm nó rất là chuyên biệt. Do đó rằng nếu mà các bạn thật sự yêu quý bò sát thì các bạn cũng nên coi những cái clip dài của mình. Còn bây giờ thì các bạn đừng quên nhấn like, share và subscribe cho mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.